Nay là 11 tháng 10 2020 thì tôi rất ngạc nhiên về cái ca sốc dây điện và sống lưng này, thì bệnh nhân nay có thể nằm sấp rồi. Chúng ta sẽ dùng mãng châm để châm cứu trường hợp này, thì dùng mãng châm thì phục hồi rất là nhanh. Kỹ thuật nắn thì nó điều trị những ca này không đơn giản như chúng ta thường là hay nghe các bạn trẻ hay chia sẻ, nắn khớp chậu rồi nắn L5, L4 rồi tác động cuộc sống vô cùng khó. Tôi nghiên cứu nhiều về những trường hợp này. Thứ nhất là nó đau lưng cấp này, là một loại đau vô cùng khó, đau người cong như một con tôm, nó cự án, là nó không cho mình sờ vào trong chỗ, các vùng cơ rất là đau đớn, phẫu thuật rất khó khăn. Thì châm cứu thì hôm nay là bệnh nhân được 1 tuần, là kết quả là tôi rất là đáng ngạc nhiên. Chúng ta nhìn sơ bộ cột sống lưng là thẳng tương đối. Bây giờ bệnh nhân này có thể chạy được, tôi sẽ ghép video với nhau. Thì hôm nay tôi châm cái kỹ thuật về mãng châm cho bệnh nhân này. Mãng châm thì rất khó, chúng ta chọn huyệt tương ứng, chúng ta vào kim. Bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng đau nhiều, chúng ta cố gắng cho kim thật khó khăn thì nhẹ nhàng thôi, không thật đau đớn. Đừng sợ, nó tức lắm. Kim đi đâu biết đấy. Sống của thoát vị. Lưng nó cong, kỹ thuật trầm vô cùng khó. Tốt đấy. Cố gắng. Đừng sợ. Khó khăn. Sao động sao động thêm nhiều rồi. Bắt đầu nó cũng phải tức thôi. Chúng ta sẽ chọn 4 kim dài, hai chấm tích hai bên. Cái khó nhất là cột sống của nhân đang trong vị vẹo hết sang bên phải. Thì chữ C luồn cái kim rất khó khăn. Cố gắng lên nha. Tôi sẽ ghép đầy đủ vào hôm đến. Rồi những phẫu thuật châm, phẫu thuật nắn, để bao giờ bệnh nhân phải chạy hoàn toàn, chạy bưng bê trở thành một người bình thường. Tôi khá là nghiêm túc trong vấn đề mình có giúp được hay không, thì chắc chắn giúp được, đúng chân thật thì chúng ta ghép lại với nhau. Chứ thực tế là điều trị thoát vị đệm là vô cùng khó khăn, nhưng không đơn giản. Chúng ta phải đắp một vài lát cao rồi bấm bấm vài cái nó được, khó lắm. Cố gắng lên nhé.